Chào mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người hiện các file ẩn trong cái ổ đĩa USB hoặc là ổ cứng trên máy tính. Ở đây mình có cái ổ đĩa nhưng mà bên trong này là không có gì hết. Nhưng mà mình thử xem bên ngoài. Đây bên mình thử hiện các file ẩn luôn. Nhưng mà nó cũng không hiện lên. Nó vẫn cũng không hiện lên. Ở đây mình thấy là cái ổ đĩa của mình nó có 100 nó có dung lượng nhưng mà nó không hiện lên. Thì bây giờ mình vào cái mục tải phần mềm về. Nó có cái phần mềm ở đây, mình giải nén nó ra, giải nén ra hoặc là mở trực tiếp luôn cũng được, tại phần mềm này rất là nhạt. Thì ở đây nó có cái mục thư mục cần hiện hiện phải ẩn, thì mình chọn, nhấp vào chọn thư mục, sau đó chọn ổ đĩa, đây là ổ đĩa F, và bấm hiện phải ẩn, sau đó bấm có. Và bây giờ đã hoàn thành, bấm đồng ý và sau đó thoát. Mình vào lại. Vào lại thì mình thấy đó, bây giờ nó hiện những cái file tùm lum mình nè. Đó, là do virus nó đã làm ẩn đi những cái file của mình. Đó, bên trong này là những cái file của tôi đó, nó ở trong đây. Do quá trình mình cắm USB qua cái máy tính khác nó đã bị nhiễm virus. Thì chỉ cần một vài cái bước đơn giản như vậy thì mọi người đã có thể hiện những cái file mà nó ẩn trong USB của mình. Ở đây là cái phần mềm, mọi người có thể giải nén ra. Đó, cái mở hoặc là mở trực tiếp như lúc nãy thì cũng được. Cái phần mềm này nó tương đối là nhẹ, sau đó mình chọn thư mục, chọn ổ đĩa mà mình cần hiện.